Xin cảm ơn và kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, một vụ cháy xảy ra vào năm 2011 tại xưởng may gia công mũ giày vải Thuận Phát ở thôn Đại Hoàng 2, xã Tân Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Những người có liên quan đã phải chịu sự trừng phạt của pháp luật bởi sai sót mình gây ra. Nguyên nhân cũng đã được cơ quan chức năng làm rõ. Tuy nhiên thì với người dân trong vùng, họ vẫn tin vào một lý do khác khiến người âm tức giận mà bắt nhiều người làm ở đó phải chịu tội. Đó là lời đồn ma báo oán khi dám cả gan dựng nhà vệ tinh trên mộ người khuất. Chi tiết sự việc như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi diễn biến và cùng thảo luận ở phần bình luận dưới video này. Vào một buổi chiều tháng 7 năm 2011 tại xưởng may gia công mũ giày vải Thuận Phát ở thôn Đại Hoàng 2, xã Tân Dân, huyện An Lão, Hải Phòng đã xảy ra vụ cháy kinh hoàng khiến 13 người thiệt mạng và 25 người bị thương. Hậu quả vụ cháy khiến gần 40 người thương vong, trong đó có 25 người bị bỏng nặng. Theo kết luận pháp y, các nạn nhân qua đời do bị ngạt khói khi cháy bỏng nặng. Đối với 25 người bị thương, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an Hải Phòng kết luận những nạn nhân này bị bỏng từ 24 đến 90%. Về lâu dài, các nạn nhân đa số bị hạn chế vận động khớp, các vết sẹo lồi tồn tại vĩnh viễn, cần được can thiệp bởi các phẫu thuật thẩm mỹ. Bản giám định của Viện Khoa học Hình sự kết luận điểm xuất phát cháy nằm phía trên trần của gian số 1. Nguyên nhân do quá trình cắt hàn tôn trên mái làm bắn các vải hàn có nhiệt độ cao, tổng thiệt hại tài sản của xưởng may là hơn 302 triệu đồng. Ông Vũ Thanh Tùng, người nhà đối diện nơi xảy ra vụ việc kể lại rằng, xưởng may này được thiết kế theo hình ống, khung thép chịu lực, tường xây bằng gạch và chỉ mở duy nhất một cửa ra phía ngoài đường. Ngọn lửa bắt đầu từ phía cửa chính rồi nhanh chóng lan dần vào trong, nơi các công nhân đang làm việc. Một số người làm ở gần đường, nhanh chân chạy được ra ngoài, phần còn lại không còn lối nào chạy thoát, đành lùi dần ép sát về phía cuối tường, rồi chịu cảnh ngọn lửa dần dần lan tới. Từ khi vụ hỏa hoạn diễn ra dẫn đến thiệt mạng người, nhà xưởng đó bị bỏ hoang, thấy phí quá nên ông Tùng đã mượn tạm để làm chỗ chứa chậu cây cảnh và mái bờ rô. Khu nhà xưởng bây giờ tối tăm ẩm thấp bởi những đống cát và mùi xi măng trộn lẫn vào nhau. Ông Tùng cho biết sau khi vụ cháy thảm khốc xảy ra, những người trong làng đã xì xào bàn tán cho rằng những người trong xưởng may gặp nạn là do sử dụng nhà vệ sinh được đặt trên mộ người thiệt mạng. Hàng loạt những sự kiện khó lý giải đã xảy ra trong làng khiến không ít người dân mỗi khi đi tới khu xưởng may bị cháy là ù tái chạy. Đặc biệt, chuyện Bùi Văn Luyện, 46 tuổi, cha của cháu Bùi Thị Huyền, một nạn nhân trong vụ cháy, vốn ít học nhưng bỗng nói tiếng nước ngoài vanh vách, sau đó nổi cơn điên mê sảng nói làm nhảm. Rồi đột nhiên anh Luyện tự xưng là cụ tổ của dòng họ, nhập vong để cứu con cháu. Thế nên anh Luyện hô hoán gì, chị vợ và mọi người trong họ đều răm rắp nghe theo. Anh Luyện còn sai con cháu đi mua vàng mã đem đốt rồi rắc quanh nhà. Không những thế, anh Luyện còn liên hồi mắng, sao chúng mày dám tiểu tiện lên đầu người ta, khiến mọi người thất kinh khi liên tưởng đến lịch sử của mảnh đất xảy ra vụ cháy. Ông Tùng cho biết, toàn bộ những ngôi nhà làm ở hai bên đường thuộc dãy nhà ông đang ở đều được làm trên nền của khu đám mạ, nơi an táng người thiệt mạng, và xưởng giày da cũng không nằm ngoài khu đất đó. Đến năm 1997, khi có chính sách mới, con đường nhựa của xã được mở qua khu đất này. Chính vì thế, các khu mộ cũng đã được di rời, mà diện tích đất ở hai bên mặt đường cũng đã được xã tổ chức chia lô bán cho người dân. Từ khi đó, khu này trở nên sầm uất hơn. Cũng theo ông Tùng kể, hồi cuối tháng 5 năm 2011, Nhiếp Thiếu Phong, sinh năm 1970, người Trung Quốc, tạm trú tại huyện An Lão, có sang và thuê mảnh đất của chị Sự để mở xưởng may giày gia công tư nhân với giá 4,5 triệu đồng một tháng. Khi xây dựng, Phong đào được hàng chục bộ hài cốt ở đây nhưng không hương khói tạ tội mà giấm dúi mang ra ngoài nghĩa trang cách đó không xa để chôn cất. Xưởng đi vào hoạt động được hơn một tháng thì vụ hỏa hoạn đã xảy ra. Tuy nhiên, có một số người cứng tim hơn ở khu vực này thì không tin vào chuyện ma báo oán. Họ cho rằng vụ hỏa hoạn xảy ra có thể do một số nguyên nhân khách quan từ bên ngoài tác động vào. Ông Phạm Văn Đảm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện An Lão lúc bấy giờ xác nhận, khu đất xảy ra vụ cháy ở thôn Đại Hoàng 2 xưa kia chính là nơi chôn cất người đã khuất. Chính quyền địa phương cũng đã nắm được thông tin xuất hiện những tin đồn ma báo oán ở đây. Chính quyền địa phương cũng đã cùng các nhà sư tổ chức buổi lễ cầu siêu cho 13 nạn nhân thiệt mạng trong đám cháy để trấn an dư luận. Liên quan đến vụ cháy này, thì hội đồng xét xử đã chỉ rõ nguyên nhân thảm họa là do xưởng may được xây dựng không có lối thoát hiểm, thiếu trang thiết bị phòng chữa cháy, đến khi hoạt động vẫn chưa được cấp phép xây dựng, chưa đảm bảo an toàn lao động.
Thưa quý vị, tháng 8 năm 2008 có lẽ là mốc thời gian không thể nào quên đối với không chỉ người dân Sài Gòn. Cho đến hiện tại, khi nói về những vụ án mạng bí ẩn nhất tại thành phố này, có lẽ nhiều người vẫn không thể nào quên đêm định mệnh xảy ra tại ngôi nhà ở ấp Cây Sẩy, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều năm sau thảm họa, dư luận vẫn bàng hoàng mỗi khi nhắc lại. Thế nhưng ngoài mức độ kinh hoàng và nghiêm trọng của vụ án, thì việc nơi đây bắt đầu xuất hiện nhiều đồn đoán về những bóng trắng đi lại trong căn nhà vào ban đêm mới là điều khiến cho mọi người hiếu kỳ. Theo lời đồn thì những hồn ma ấy là vong hồn của những người đã chết cháy trong ngôi nhà. Khoảng 20 giờ 25 phút tối ngày 29 tháng 8 năm 2008, mọi người trông thấy một đám khói bốc lên nghi ngút tại ngôi nhà số 46/5 của ông NVC sinh năm 1925 và bà NTK sinh năm 1930 nằm ven quốc lộ 1A, chỉ cách cầu vượt Quang Trung khoảng 300 mét. Ngay khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng đến hiện trường cứu hỏa. Tuy nhiên khi đến nơi, trước nhà đã được bao bởi dãy tường rào bằng lưới B40 lại bị khóa trái nên công tác chữa cháy rất khó khăn. Ngôi nhà rộng chừng gần 50m², chìm trong biển lửa trước sự bất lực của người dân. Khi lực lượng cứu hỏa đến cũng phải sửng sốt một lúc vì độ kiên cố của ngôi nhà. Lực lượng cứu hộ phải dùng kìm cộng lực phá từng lớp cổng, tiếp cận chữa cháy, phun nước vào căn phòng phát ra khói để dập lửa. Sau những phút giây cố gắng cứu hộ, khoảnh khắc khi tìm thấy nơi nghi ngờ có người ở khiến tất cả không khỏi ám ảnh. Trong một gian phòng khoảng 25m², ngăn cách với gian nhà chính bằng một cánh cửa sắt, 8 thi thể nằm chồng chất lên nhau trên một tấm nệm đã bị bà hỏa thiêu cháy. Thi hài còn lại nằm sát cánh cửa. Các nạn nhân được xác định ngoài vợ chồng ông C và bà K, còn có 5 người con và 2 người cháu. Tại hiện trường, công an phát hiện nhiều dấu hiệu không bình thường. Trong căn phòng 9 người qua đời, lực lượng chức năng cũng xác định các nạn nhân, nhất là những nạn nhân nam không có dấu hiệu của sự kháng cự. Bên cạnh đó, trong phòng toàn mùi xăng bốc lên, đặc biệt qua khám nghiệm đại thể đã xác định được 5 người con của ông C không hề có thức ăn trong dạ dày, tức là đã nhịn ăn khoảng 3 ngày trước, riêng ông C được cho là mới ngừng ăn một ngày. Ngoài ra, 2 người con của ông C là Nguyễn Ngọc T và Nguyễn Thị Nhờ có vết buộc dây ở tay và Nguyễn Ngọc T còn có vết buộc dây ở chân phải. Ngay sau khi vụ việc kinh hoàng xảy ra, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, có thể đây là một vụ quyên sinh tập thể vì những chứng cứ tại hiện trường đều loại bỏ khả năng có thủ phạm vào nhà sát hại các nạn nhân. Trên thực tế, vụ án đã xảy ra rất nhiều năm, nhưng dư luận vẫn còn nhiều thắc mắc hoài nghi khi Công an thành phố Hồ Chí Minh chưa công bố về nguyên nhân sự ra đi của 9 thành viên gia đình ông C. Vì thế, sự ra đi của 9 người trong gia đình ông C vẫn bao trùm nhiều điều kỳ lạ. Nhiều người thân trong nhà đến giờ vẫn không thôi thắc mắc về cái chết tập thể đầy thảm khốc. Song ở một góc độ khác, họ cũng muốn quên đi câu chuyện khủng khiếp ngày xưa để tiếp tục sống. Thế nhưng cũng từ đây, các luồng tin thêu dệt về vụ án bắt đầu nổ ra và vẫn còn tiếp diễn cho đến hiện tại. Bắt đầu từ lối sống khá dị biệt của gia đình ông C, trước khi xảy ra vụ cháy thương tâm, gia đình ông C đã được hàng xóm ghi nhận là dị biệt trong khu. Cả chục năm trước đó, ông cho xây tường bao cao đến hơn 2 mét xung quanh khu đất của gia đình nên không ai có thể dòm ngó từ bên ngoài. Ông không quan hệ giao du với bất cứ người nào xung quanh, ngay cả anh em của ông C cũng không thấy đến chơi, nghe nói ông đều từ mặt họ vì mâu thuẫn nào đó. Vợ ông và các con cũng như vậy, họ sống khép kín tuyệt đối, ai muốn liên hệ với họ thì đứng ngoài hàng rào gọi vọng vào. Những lời nói như vậy chưa bao giờ được chứng thực, cũng giống như nguyên nhân về 9 người qua đời ở trên chưa bao giờ được công bố. Người dân sinh sống xung quanh khu vực đó đành cố lãng quên sự việc đau lòng. Tuy nhiên, một số hiện tượng xảy ra sau đó lại khiến cho người dân hoảng sợ, cho rằng ngôi nhà của những người đã khuất kia bị ma ám. Một vài người sinh sống gần ngôi nhà của gia đình ông C kể rằng, từ đó đến nay, đêm nào họ cũng nghe tiếng khóc nỉ non phát ra từ hiện trường vụ việc tang tóc. Hơn nữa, anh em họ hàng của ông C cũng sợ hãi và không ai dám ngủ qua đêm ở đây. Ngay cả người con cả của ông cụ cũng chỉ lên hương khói rồi về chứ không bao giờ ngủ lại. Nguyên nhân sâu xa là do mọi người sợ hãi sẽ gặp lại những người đã mất trong giấc mơ. Những người bán hàng xung quanh khu phố 2, mỗi lần phải dọn hàng đêm khuya khi nhìn về phía ngôi nhà, đều thấy u tịch. Dù chưa một lần chứng kiến hay bắt gặp hiện tượng lạ, nhưng có lẽ trong thâm tâm mỗi người đều nghĩ rằng 9 mạng người ra đi oan uổng nên linh hồn khó mà siêu thoát được, chỉ luẩn quẩn trong căn nhà đó thôi. Hay một số người dân đi ban đêm hay sáng sớm đi tập thể dục qua ngôi nhà này,
vẫn cảm thấy lạnh sống lưng khi nghe tiếng người rầm rì vọng ra. Rồi lại còn có thông tin cho biết tại ngôi nhà này cứ vào nửa đêm lại có tiếng kêu rên như bị hành hạ đau đớn, rồi lại khóc lóc thảm thiết. Những câu chuyện hư hư thực thực, nhuốm đẫm màu sắc liêu trai khiến nơi đây thêm phần ma quái. Ngôi nhà ẩn khuất sau bóng đêm vẫn nằm im lìm. Càng hãi hùng hơn khi có người cho rằng trước đây, lúc sinh thời các con của ông Xê vẫn thường hay nói đùa với nhau, nhà này nếu có một người chết thì cả nhà sẽ chết theo. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.